Thưa quý vị và các bạn, lâu nay để đi làm việc nước ngoài, người lao động thường phải đi Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội để học, đánh giá năng lực và tuyển dụng. Tuy nhiên mới đây, nhà tuyển dụng đã phối hợp với đơn vị tư vấn tại Việt Nam trực tiếp đến Đắk Lắk để phỏng vấn, đánh giá tay nghề người lao động. Đang đi làm việc ở một tỉnh xa, nghe tin cơ quan chức năng về địa phương tổ chức tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài, anh Cù Viết Hùng, 43 tuổi ở xã Chư Vi, huyện Chư Quyên đã về và thử cơ hội. Dù tuổi không còn trẻ, không học ngôn ngữ, nhưng anh và 8 lao động tại Đắk Lắk đã được đơn vị sử dụng lao động trực tiếp tại Algeria về tuyển dụng đi làm việc đợt này. Nhà và chủ yếu là làm nghề nông, Thì thông tin thì có nắm bắt được thông tin là đi về vấn đề mà đi xuất khẩu lao động thì lên tham khảo và đi cùng muốn đi sang bên đó làm để kiếm thu nhập về giúp đỡ gia đình. Để đi làm việc, anh Hùng và những lao động có nhu cầu đã được Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk tổ chức thông tin, tư vấn, đào tạo một số kiến thức về điện, xây dựng, dân dụng, đáp ứng theo yêu cầu của nhà tuyển dụng. Sau khi được tuyển dụng, người lao động được đưa đi làm việc tại Algeria với mức lương từ 25 đến 35 triệu đồng trên một tháng, không mất tiền ăn ở, chi phí xuất cảnh 45 triệu đồng một người. Thị trường Algeria để lấy tuổi cao, có thể đến 50, hơn 50 thì có thể là đi được, trong khi các thị trường khác thì họ không có cơ hội. Cái thứ hai là về chi phí thì quá thấp, và sau Algeria mà thậm chí công ty chúng tôi có thể trả nợ. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là về thời gian xuất cảnh rất là nhanh. Thứ tư nữa là về lao động thì chủ yếu lao động phổ thông, nó không cầu kỳ về trình độ quá cao. Việc đơn vị sử dụng lao động trực tiếp đến địa phương tuyển dụng là cơ hội tốt để người lao động tiếp cận doanh nghiệp trước khi quyết định đi xuất khẩu lao động.